Nghị quyết số 33 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia khẳng định ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân là cơ sở pháp lý vững chắc để các lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có bộ đội biên phòng, thực hiện tốt vai trò nòng cốt. Sau 5 năm triển khai thực hiện, toàn lực lượng bộ đội biên phòng đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết số 33 đề ra. Chủ động tham mưu cho quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, các chủ trương, đối sách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo sát đúng tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc sự kiện trên biên giới. Công tác đối ngoại biên phòng trở thành điểm sáng trong công tác đối ngoại quốc phòng. Phát huy những kết quả đạt được, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Cung cấp ủy, chính quyền các địa phương không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, quân đội và lực lượng bộ đội biên phòng, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới.